Nhóm thôn nữ miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú ơi, khi mà một lần nữa tiếp tục được quay trở lại với gia đình của nhà chị Hồng. Và ngày hôm nay thì con thật sự rất là vui khi mà quay trở lại đây với một cái tin mừng, đó là với sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Châu Khang cùng với lại là cô Tô Lý Hương muốn giúp đỡ cho con của chị Hồng một cái số tiền. Đầu tiên đó là để mua sữa tã cũng như là cái phần tiền để mà khám chữa bệnh cho bé. Thì bây giờ con mời cô chú anh chị các bạn cùng con vào bên trong để mà mình thăm gia đình nha. Dạ chị. Đợi cô. Dạ. Nay ba bé đâu rồi chị? Ba bé đi Dương rồi. Đi làm rồi đó. Vậy là sau lễ là lên chợ anh tranh thủ bữa làm năm. Lại. Bữa nay hôm qua vô làm hôm qua. Dạ. Hôm trước thì khi mà đến thì em nghe bé cũng bị bệnh đó. Rồi hôm giờ rồi có ẵm bé đi khám chưa chị? Chưa, nó đợi ba đánh lương 10 tây nè. 10 tây, nay là mới có 6 tây thôi, đợi thêm vài ngày nữa. Dạ. Rồi bữa trước em nghe nói là chở đi bác sĩ là bị sao? Nó bị viêm phổi. Bị viêm phổi. Khò khè nhiều không chị? Ít rồi. Nhưng mà cái đó là mình đi khám ở tư hay là mình đem xuống đi bệnh viện? Tại vì đi bác sĩ Đặng với ông Xuyên không cho đi xét nghiệm máu, không cho đi theo dõi thì chích. Dạ. Chích hết 2 ngày. Rồi hôm giờ, từ hôm mà chở bé xuống dưới tới giờ thì thấy nó đỡ không? Nó khỏe lắm, chứ cúng tục lệ ấy đó, người dân tộc đó. Dạ. Cúng trên đầu nằm cho bé, bé nó khỏe. Vậy là không có đem vô bệnh viện, chủ yếu là đi khám tư thôi. Mà nay thì bắt đầu thấy nó cũng đỡ khò khè hơn rồi ha. Nhìn. Bé nó có uống sữa ngoài thêm không chị? Không, uống sữa mẹ không à. Chị có đủ sữa cho bé uống không? Tại vì em thấy bé nó cũng sò quá, là nhỏ xíu mà. Không có đủ sữa cho bé uống bú. Dạ. Rồi không có đủ sữa rồi bé thì còn nhỏ quá à, sao mình không kèm thêm sữa ngoài cho bé nó uống thêm chị? Nó đút vô là nó khóc, nó chưa nó khóc à, nó không chịu bú. Nó không chịu cái bình ha. Nó không chịu bình. Vậy là chỉ ti mẹ thôi. Thì phải mua cái sữa gì mà nó kêu ít lợi sữa gì đó, cốm cốm lợi sữa đó. Mua cái hộp sữa đó về pha với nước nóng uống thêm. Dạ, cái đó là chị uống để mà tăng tiết sữa cho bé nó có đủ sữa để uống. Sữa cho nó bú. Dạ. Rồi không có đủ sữa cho nó bú vậy rồi nó có quấy gì không, nó có khóc gì không? Khi nó không đủ nó cũng quậy, rồi mua cháo dinh dưỡng cho nó ăn dặm. Mới có 3 tháng mấy mà chị cho nó ăn cháo luôn hả? Bà nó không đủ sữa, nó không đủ sữa nó đói, để cho nó ăn dặm. Rồi cho ăn vậy rồi em nó có ổn không chị, bụng nó tốt không? Không, nó không có gì trơn. Nó cũng bón à, nó không có bị tiêu chảy gì chứ. Cái đó là mình mua cháo luôn chứ mình không có mua bột ăn dặm của bé luôn hả? Có mua bột ăn dặm. Nó mua mấy cái lon nó chắc đúng đó. mấy cái lon đó là lon đồ ăn của bé đó. Rồi mỗi lần mà không đủ sữa thì pha đồ ăn cho ăn thêm vô. Đợt này nếu như mà tái khám lại thì chị định là sẽ đưa bé đi đâu? Đi Nhi Đồng 1. Tại vì người ta chỉ định nó đó đó. Là phải gì đó. Tại vì nó nông ở đó thì phải gì đó cho người ta theo dõi. Dạ, thì là chỉ định ở đâu thì là mình bắt buộc phải khai đó. Người gia đình của mình ấy, có dự trù có số tiền khi mình đi ra ngoài đó là nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu không? Thì chỉ là siêu âm thì khoảng 600-700 à. Rồi tiền xe thì mình không có tiền thì mình đi xe từ thiện, nếu mà có tiền thì mình muốn xe kia đi thì nó có 2 triệu là ngắn tiền. Bà nó đợi giống giống ba nó lãnh lương nó có tiền đủ rồi đi. Dạ, tại vì nếu như mà đi xe khách đó, có con nhỏ thì rất là khó luôn. Mình không có thể nào mà mình phụ thuộc vào người ta được. Mình đi thì bắt buộc mình phải thuê xe ở ngoài, mà thuê xe ở ngoài thì giá lại khá là cao. Còn xe từ thiện là mình đi theo hình thức nào chị? Nếu mà đi thì ta rước khách. Tại vì nếu mà đi trùng ngày á là có bao nhiêu người là ta rước lên hết cái nhiêu người. Dạ. Ngồi ai lên trước thì ngồi trước, ai lên sau thì ngồi, mấy băng sau. Cái đó là họ có cố định lịch đi không hay là mình phải phụ thuộc theo người ta, mình hỏi người ta ngày giờ? Mình hỏi người ta rồi người ta hẹn mình nhắn rồi mình lấy đi. Dạ. Bao lâu thì mới có một cái chuyến xe đi như vậy chị hả? Nhiều khi 2 bữa, nhiều khi mình ngay giờ người ta ở không là mình bữa nào thì người ta hỏi mình đi bữa nào, người ta tranh thủ người ta rước mình đi bữa đó. Dạ.
Mấy chú chạy vậy rồi mình có tiếp mấy chú xăng dầu hay là gì không? Tiếp nhưng mà mấy chú không có lấy, nó làm từ thiện tao mới lấy. Dạ, cũng thương mấy chú ha. Dạ. Dạ, cho con mượn nha. Cho con mượn nha. Chủ yếu là mua thêm bột ăn dặm. Mà cái này thì em thấy là để dành cho bé từ 6 tháng tuổi. Dạ. Cho ăn từ bây giờ thì sớm quá nhưng mà cũng phải chịu. Mấy cái thôi. Kia thì 4 tháng, tại vì 4 tháng cho ăn. Biết sao giờ nó không chịu bú sữa bình, biết làm sao không cho nó bú thì ăn dặm thì nó đói, nó khóc, nó quậy. Dạ. Hồi đó nó quậy dữ lắm luôn, nó khóc, nó không có chịu ai hết trơn á, ẩm tàn dính không à, gỏi cũng được. Bây giờ cái nó ăn được, nó đỡ đỡ, nó ít quậy, ít có nhõng nhẽo. Dạ. Còn tả thì sao chị? Tả thì xài hà tiện, không có na mưa thì cho nó ở mặc cái quần không à. Ừ. Có mưa thì phải bịch cho nó. Ừ. Tối ngủ thì sao, tối mà tối có quấn tả luôn không hay là mình tối để vậy? Bịch luôn. Bịch luôn. Dạ. Một bịch tả thì thường là mình xài trong bao lâu cho bé thì nó hết? Cũng là xài hà tiện cũng không biết chừng nữa. Tại vì lúc mình xài lúc thì không đó. Dạ. Lúc hà tiện thì không có mưa gió thì mình dính lại. Cỡ nào mà trời nắng thì đỡ đỡ một xíu, còn cỡ nào mà mưa thì xài tả hao nhiều ha. Thì nó hao nhiều. Dạ. Nhưng mà ít nhất thì một đêm nghĩ chắc cũng là 1 đến 2 miếng tả đúng không? 2 miếng. 2 miếng. Chứ nếu như mà mình để lâu thì sợ bị hâm em nữa. Hâm rất nước nó chà. Dạ. À, hôm trước khi mà em đến thăm hoàn cảnh gia đình của mình thì dưới sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là chú Nghiệp và cô Dung đó chị, thì thông qua cái video đó thì ngày hôm nay chú Châu Khen cộng với lại là cô Tô Lý Hương có xem qua được cái video thì cũng rất là đồng cảm với lại hoàn cảnh gia đình của chị, cũng như là thương cho bé còn nhỏ nhưng mà lại bị bệnh như vậy á, cho nên là cô chú cũng muốn gửi một cái số tiền để mà hỗ trợ đến cho chị cũng như là cho bé trong cái con đường sắp tới là mình điều trị cũng như là mình tái khám cho bé nha. Hôm trước thì chú có dặn mấy chị em là đầu tiên sẽ mua sữa thêm nè, cộng với lại là mua tả cho bé, nhưng mà có trao đổi với chị thì chị nói là do bé không có uống sữa ở ngoài đó, cho nên là mấy chị em chỉ mua cái phần tả thôi. Chị xem giùm em không biết là cái phần tả này có giống như cái tả mà bé sử dụng hàng ngày ở nhà mình không ạ? Tả dán. Dạ, xài tả dán ha, chứ chưa có xài tả quần được ha. Tả dán thành cái quần á. Dạ. Thì chú với lại cô có gửi về cho mấy chị em tụi em cái số tiền đó là 210 đô. Với cái giá thành hiện tại thì mấy chị em đổi được đó là 5.040.000 đồng. Trong đó thì hai cái cây tả mấy chị em mua là 506.000. Còn lại cái số tiền là 4.534.000 đồng. Thì ở đây em xin phép trao lại cho chị để mà chị có thể sớm đưa bé đi tái khám, không có cần phải đợi ba bé nữa. Tại vì cái bệnh đó thì mình cũng không có nào mà mình nói trước được, mình cũng không có đợi lâu được á. Để em mời điện xe. Nha. Xe. Mình tranh thủ sớm cho vào thì tốt cho bé chừng nấy ha. Nha. Đây em gửi lại cho mình nha. Rồi, đây cô Vịnh con nha. Đây, đi qua đây, đi qua đây cho mẹ kiểm tiền nha. Rồi, con chơi đi. Đừng nhìn, con nhìn là hồi con khóc đó. Nè chơi này đi. Dạ. Chị đếm xong rồi chị bỏ ra từng cọc, mỗi cọc 1 triệu đi ha. Dạ. Tôi không có gành đếm nữa. Cái này chị đếm bao nhiêu rồi ạ? Dạ. Rồi, 10 là mỗi một sắp là mình để 1 triệu đi cho chị dễ kiểm nha. Rồi 1 triệu nè. Rồi, 2 triệu. 3 triệu.
Rồi, 4 triệu. Dạ, à, đây là cái số tiền 4.534.000 đồng nha chị. Dạ, đến từ Mạnh Thường Quân, đó là chú Châu Khang cộng với lại là cô Tô Lý Hương. Dạ. Dạ, à, chú Châu Khang và cô Tô Lý Hương. Này em cũng xin cảm ơn chú Tô Châu Khang và Tô Lý Hương cũng đã giúp gia đình em một số tiền để có tiền đi coi em đi khám. Em cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc bà cô là mạnh giỏi, nhiều nhiều sức khỏe trong công việc và sự nghiệp, muốn gì được nấy. Cô gia đình cô thì nhiều hạnh phúc. Dạ, à, em biết là sau khi mà nhận được cái số tiền hỗ trợ này của cô chú á, thì chị cũng rất là vui luôn, cho nên là cũng không có biết bày tỏ gì với lại cô chú. Cũng thay lời cho gia đình, con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Kính chúc cho cô chú sẽ có được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Dạ, cũng hy vọng là lần này đi khám về thì bé sẽ ổn nha chị. Xin cảm ơn cô chú, cả gia đình con. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị các bạn nhiều đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì cho con cùng với là gia đình xin chào và hẹn gặp lại ạ.